À, hôm nay thì ôn lại cái chương 3, chương đấu tầng. Thì chúng ta đặt ra cái vấn đề đó là vấn đề đấu tầng nó được thực hiện như thế nào, được thực hiện qua mấy giai đoạn, có những cái khái niệm nào, có những cái thành phần nào, chúng ta cùng nhau tìm hiểu, cùng nhau ôn lại. Chỉ ôn trong vòng 30 phút thôi. Đấy. Cái giáo trình thì đã có rồi, bạn nào chưa có thì mình sẽ gửi cho. Định nghĩa thì đặt vấn đề thì tín hiệu, tiếng nói, hình ảnh ấy, muốn truyền đi xa thì ta buộc phải điều chế cái tần số cao. Tùy theo phương thức điều chế, mỗi tín hiệu điều chế đều có một cái bề mặt rộng phổ nhất định. Ví dụ âm thanh thì có sẽ có cái bề rộng phổ tín hiệu điều biên là bé hơn 20 kHz. Điều tầng thì nó bé hơn 100 kHz. Riêng ở máy thu, nó quan tâm đến máy thu nhé. Có tài liệu nó bảo là ở máy thu thì người ta dùng tần số sóng nào để mà cộng hưởng với, nói chung là chúng ta phải quan tâm đến cái tần số sóng ngang của đài phát này. Thì người ta dùng cộng hưởng để cộng hưởng với tần số sóng ngang của đài phát. Và nhớ lưu ý cái điều này. Và giải thông của nó, đây, ta quan sát cái hình này. Cái hình này nhá, cái giải thông của nó từ F max đến F min. Đây, giả sử B là một cái, ví dụ B là một cái bề rộng phổ của tín hiệu. B sẽ bằng delta F. Đấy. Delta F với F là bằng F min trừ cho F max trừ cho F min. Tương tự như cái này ngoài F max trừ cho F min. Vậy thì cái tần số cái hình này và hình này có gì khác nhau? Đó là hai hình này thì cái A này là tín hiệu đã được điều chế. Còn cái này là nó chưa được điều chế. Nó chưa được điều chế thì F min nó ở giá trị 0. Còn đã được điều chế thì F min nó sẽ có một giá trị nhất định cho nó, và nó phải lớn hơn 0. Như vậy tín hiệu chưa điều biên, chưa được điều chế thì bề rộng phổ của nó min F min tần số luôn luôn là không, F max luôn luôn là một giá trị đó. Đấy. Và người ta ký hiệu nó là B. B sẽ bằng, B là một cái giải thông cộng hưởng, B là giá trị này. Đấy, từ đây đến đây về đồng phố của tín hiệu. Đấy. Bây giờ chúng ta qua một cái công thức mới. Công thức này sẽ được xác định rất là nó quan trọng. Và có cái tài liệu ấy, nó cho tần số trung tâm, nó cho hệ số phẩm chất, nó hỏi về đồng phố của tín hiệu. Ta ví dụ như là hệ số phẩm chất của một cái mạch cộng hưởng là 100, tần số trung tâm là 40 MHz, nó hỏi là bề rộng phổ là bao nhiêu, thì ta lấy là ta phát biểu này, bề rộng phổ sẽ bằng tần số trung tâm chia cho hệ số phẩm chất của một một mạch cộng hưởng, nghĩa là người ta sẽ lấy 40 MHz chia cho 100, 140 chia 100 là 0,4 MHz, 0,4 MHz mà đổi ra kHz là được được người ta sẽ nhân với 1.000, từ mê xuống ki thì người ta sẽ nhân với 1.000 là được 400. Vậy thì làm thế nào để phát hiện kênh của nó? Kênh của nó muốn xác định có bao nhiêu kênh thì người ta sẽ lấy cái tần số trung tâm, cũng lấy tần số nhầm chứ, người ta lấy bề rộng phổ chia cho cái khoảng người ta sẽ lấy bề người ta sẽ lấy bề rộng phổ chia cho cái delta F, thì nó sẽ ra, nghĩa là ta lấy B này chia cho delta F.
để làm phố chia cho lên đấy sẽ được là 20 cân. Mà 20 cân thì người ta sẽ xác định đây là một cái máy thu trực tiếp. Để thu được một cân thì theo yêu cầu ta không dùng máy thu trực tiếp mà còn dùng mà phải dùng cái quá trình của tầm, nghĩa là F0 phẩy nó sẽ phải bé hơn F0, B phẩy nó sẽ bằng F0 phẩy chia cho kệ cho bằng dấp, nó phải bé hơn B. F0 phẩy nó bằng với tần số trung gian, âm thanh điều biên nó sẽ bằng F trung gian, nó sẽ bằng 455 kHz. Kỹ thuật truyền hình thì F trung gian sẽ bằng 4,5 MHz hoặc là 5,5 MHz. Chúng ta quan sát lại, để thu được một kênh thì người ta không còn dùng cái máy thu trực tiếp mà người ta dùng cái quá trình đồ tập. Thì cái mà cái tần số trung tâm lúc sau ấy nó phải bé hơn so với tần số trung tâm lúc ban đầu, cái bề rộng phổ lúc sau ấy nó phải bé hơn bề rộng phổ lúc ban đầu, cái tần số trung gian, nhưng mà cái tần số trung gian lúc sau phải bằng cái tần số trung gian lúc ban đầu. Khi mà máy phát ở máy phát để mà thực hiện điều chế ở tần số thấp lên một cái tần số sóng ngang cao tần thì người ta sẽ dùng tính chất không đường thẳng của đường phần tử phi tuyến. Các phần tử ở máy phát gồm như sau: gồm tin tức được truyền đến cái bộ phận điều chế, và cái bộ phận điều chế này sẽ trích ra cái tần số trung tâm. Đấy, tần số 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 trung tâm sẽ được phát ra. Còn cách thứ hai để điều chế tín hiệu tần số thấp lên tần số sóng ngang cao tần, đây là người ta sẽ dùng ba phần tử tin tức, tiếp đến là tín hiệu điều chế, để điều chế là cái tần số trung gian, rồi từ cái tần số trung gian người ta sẽ thực hiện đổi tần để thu được cái tần số F0 đấy, tần số trung tâm. Rồi tiếp đến người ta sẽ phát ra tín hiệu. Vậy thì cái sơ đồ phát này, các bạn nhìn lại một lần, chúng ta còn nhìn lại một lần nữa cái sơ đồ phát này. Đấy, có một câu hỏi là ví dụ câu trắc nghiệm nó sẽ cho ra là thành phần nào sau đây không có ở máy phát. Thành phần là điều tầm, tin tức điều chế đổi tầm. Như vậy thành phần nào không có chính là thành phần điều tầm. Làm gì có chuyện điều tầm ở máy phát, đúng không? Điều tầm thì nó chỉ đúng là để thực hiện điều chế tín hiệu tần số thấp lên tần số cao tần, nhưng mà nó còn vận dụng các phần tử phi tuyến nữa cơ. Đấy, vậy thì một đường như thế nào, chúng ta quan sát thấy này, trong tài liệu nó bảo là nếu chúng ta thực hiện quá trình phát trực tiếp thì các thành phần hài này sẽ gây nhiễu cho máy thu. Để khắc phục những điểm này, người ta tiến hành điều chế tín hiệu ở tần số trung gian, sau đó thực hiện quá trình đổi tầm để đưa ra tín hiệu sóng ngang. Như vậy thì cái này là phát trực tiếp. Phát trực tiếp thì nó không qua quá trình đổi tầm, các thành qua quá trình này. Còn phát tín hiệu không trực tiếp thì nó phải qua quá trình điều chế để điều chế ra cái tần số cái F trung gian này. Tiếp đến người ta sẽ qua quá trình đổi tầng để thu được F0. Người ta sẽ điều chế luôn
cái quá trình trực tiếp người ta sẽ điều chế luôn ra F0. Đấy, máy phát được thực hiện theo nguyên lý trên gọi là máy phát đồ tầm. Đây là cái sơ đồ máy phát đồ tầm. Tin tức, tín hiệu, điều chế. Tin tức, điều chế đồ tầm. Đấy. Khái niệm, nó đọc lại khái niệm. Đây. Nên nhớ lưu ý một điều nữa. Trong tài liệu có nhiều tài liệu nó biến hóa cái câu này. Đấy, nó là đối tầng là quá trình thực hiện như thế nào. Đấy. Và phải biết, phải nắm được. Nếu không nắm chắc thì sẽ bị nó bao. Chẳng hạn như cái tài liệu này. Đã mất rồi nhỉ. Đây, có tài liệu như thế này. Khối nào sau đây không nằm trong sơ đồ khối của đối tầng, điều tầng, trục dao động nổi cảm ứng mặt vào. Trộn là có, là trong bộ đối tầng thì trộn có, dao động nổi có, mặt cảm ứng vào có, nhưng mà điều tầng thì không có. Đây, câu hỏi thứ hai. Trong máy thu trực tiếp thì nó khối đồ tầng nằm phía trước khối điều chế, đúng không? Khối đồ tầng nó nằm trước không? Nó phải điều chế ra tần số trung gian nó mới sang khối đồ tầng, đúng không? Cho nên câu đầu tiên là bị sai. Câu thứ hai là không có khối đồ tầng. Đúng rồi. Nó làm gì có khối đồ tầng? Nó quan sát lại. Đây, tin tức điều chế ra F0 luôn. Chẳng cần phải qua cái khối đồ tầm rồi đấy. Đồ tầm ở máy thu tức là chuyển tin tức lên tần số trung gian, chuyển tin tức về tần số trung gian, chuyển tín hiệu điều chế từ tần số sóng ngang về tần số trung gian. Cái này đúng. Ở máy thu này, chúng ta xem xét lại cái khái niệm ở máy thu này. Đấy. Thì người ta sẽ dùng mặt cộng hưởng để cộng hưởng với tần số sóng ngang của đài phát. Đấy. Nghĩa là sau khi mà máy phát nó phát đến thì máy thu nó sẽ dùng các phần tử để tạo ra một cái mặt cộng hưởng để cộng hưởng cái tần số sóng ngang của nó. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc là nó sẽ chuyển tín hiệu từ tần số sóng ngang về tần số trung gian. Còn chuyển tin tức về tần số trung gian là chưa đúng. Tín hiệu nó phải qua cái quá trình điều chế. Đấy. Còn chuyển tín hiệu điều chế từ tần số trung gian về tần số sóng ngang. Từ tần số trung gian về tần số sóng ngang. Máy thu mà nó chuyển tín hiệu tần số trung gian về tần số sóng ngang, đúng không? Không, cái này là máy phát, tần số trung gian về tần số sóng ngang là máy phát. Đây. Rồi. Thông thường thì 120 tín hiệu vào là tín hiệu đơn âm, có một vạch phổ hoặc là tín hiệu đó gọi là tín hiệu sai. Có tần số là FNS, sai lệch với tín hiệu kia một giá trị hoặc là một tần số trung gian. Tín hiệu còn lại là tín hiệu hữu ích mang tin tức gọi là tần số tin tức, nó mang tin tức cố định và biến thiên trong phạm vi nào đó. Tín hiệu mà có tần số mong muốn được tách ra nhờ bộ lọc, tần số của nó là tần số trung gian. Như vậy chúng ta có thể tóm gọn lại cái phần này. Lý thuyết nó nói về cái gì? Thứ nhất, đó là tín hiệu vào là tín hiệu đơn âm, chỉ có một vạch phổ. Đấy. Tín hiệu hữu ích, nó mang tin tức.
thì nó là cố định và nó biến thiên trong phạm vi nào đó. Còn tín hiệu mà có được nhờ bộ lọc tần số của nó thường được gọi là tần số trung gian, trung gian. Bây giờ nguyên lý độ tầm, chúng ta xem nguyên lý độ tầm. Đầu tiên F nó sẽ cho vào một cái mạch cộng hưởng. Đấy. Tầng hiệu tầng cái F này nó mang kiến thức với một cái tầng số cố định nào đó và nó biến thiên trong một phạm vi nào đó, nó vào mặt cộng hưởng. Đấy, nó vào mặt cộng hưởng. Nó vào mặt cộng hưởng thì nó sẽ ra, nó được cộng hưởng rồi. Cái giá trị cố định này nó được cộng hưởng rồi. Biến thiên trong phạm vi nào đó. Tiếp đến nó vào phòng trổ. Và phần trộn này được ghép với một cái tín hiệu ngoại sai, tín hiệu vào đơn âm, tín hiệu vào đơn âm, tín hiệu dao động mới nó vào đơn âm, tín hiệu đơn âm có một quạt phổ, nó vào cái phần trộn này, nó trộn hai cái này này, nó trộn nhiều tín hiệu hữu ích mang kiến thức và cái tín hiệu đơn âm có một quạt phổ lại, đúng không, tạo thành tần số trung gian. Nó lập tần tần số trung gian đi để loại bớt thành phần nhiễu đi. Đấy, nó ra được là F trung gian hoàn chỉnh. Đây là nguyên lý đồ tầm. Đấy, chúng ta cùng quan sát lại. Nó bao gồm trong này thì nó có một số ký hiệu như thế này. Đấy, thì một điều chúng ta lưu ý là trong sơ đồ khối này có bao nhiêu khối chính. Đấy, khối đầu tiên là mặt cộng hưởng vào. Cố thứ hai là cái cố trộn, chỉ có hai cố thôi, theo mình nghĩ là chỉ có hai cố, cố trộn và cố lọc, đơn giản như thế. Trộn thì nó trộn mặt cộng hưởng vào, mang một cái tin tức cố định nào đó, và cái tần số dao động mới của nó, tần số tín hiệu đơn tần, có phổ đó, và nó trộn lại với nhau. Sau khi nó trộn lại với nhau, nó tạo thành tần số trung gian. Tần số trung gian được lập và ra cái tần số ở đầu ra của bộ tổng tần. Vậy thì chúng ta có được dựa vào sơ đồ nguyên lý phân tích được điều gì nào? Đấy. Phân tích được một điều là ngoài cái tần số cần thu, ta còn thu được cái tần số lương tận nhờ vào cái mặt cộng hưởng. Nhờ vào mặt cộng hưởng thì ngoài tần số cần thu, ta còn thu được một cái số tần số lương tận. Cái tần số này được đưa vào bộ trộn cùng với cái tần số dao động mới tạo ra dao động dao động nội. Bộ trộn là phần tử không đường thẳng, gọi là tuyến vô năng ngang, và đặc tuyến này điện áp đặt vào phần tử phi tuyến là người ta gọi là U, và cái bộ trộn này Y sẽ bằng cực độ dòng điện sẽ bằng A0 cộng A1 A2 nhân U bình phương, đúng không? Đấy. Xét nguyên lý độ tầng đối với các tín hiệu điều hòa thì chúng ta sẽ lướt qua phần này, từ từ nó sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Nhưng mà sau khi người ta phân tích ra, phải nhớ cái điều kiện này. Sau khi người ta phân tích ra, dòng điện là bộ trộn tầng có nhiều thành phần, trong đó thành phần một chiều, thành phần bậc nhất của tần số của cái tín hiệu ngoại sai, tần số của tín hiệu tin tức cố định, và thành phần hai bậc hai, thành phần bậc hai của nó gồm có thành phần tổng hiệu của hai cái tần số này. Ngoài ra nó còn có thành phần bậc cao nữa, thành phần bậc cao thì omega sẽ bằng
trị tuyệt đối của r nhân omega mã sai nhân cho m nhân omega tần số tần số của tín hiệu cầm trụ đây f đây tần số của tín hiệu cầm trụ omega omega là bằng omega ngoại sai nhân cho omega của tần số tín hiệu omega của cái tín hiệu cầm cầm trụ. Nếu mà mn bằng một, mn bằng một thì nó sẽ bằng đây là n nhé, tài liệu nó ghi bị sai đấy. Nó bằng một thì sẽ omega sẽ bằng omega ngoại sai cộng omega trọng tâm thì nó sẽ là bộ trọng tâm đứng dạng. Nếu mà mình lớn hơn một thì nó là bộ trọng tâm tổ hợp. Đấy, lưu ý cái này nhá. Ví chừng có khi thêu nó hỏi một câu như thế này. Đấy. Đối với các thành phần bậc cao thì bộ tổ trọng tâm đơn giản cái biểu thức nào sau đây thể hiện thành phần bậc cao với bộ trọng tâm đơn giản cho ra trừ để trừ omega ns cộng với omega th vân 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 cho bốn biểu thức như thế. Không nhớ được là chúng ta nó bao thì lý thuyết rất là nhiều đi tính toán và ba câu tính toán. Trong các thành phần đó thì thành phần omega ngoại sai trừ cho omega trọng tâm là thành phần tần số thấp nhất. Người ta chọn thành phần này là làm tần số trung gian. Omega trung gian sẽ bằng omega ngoại sai cho chia trừ cho omega trọng. Biểu thức độ trầm omega trung gian sẽ bằng đây, nếu omega ngoại sai lớn hơn omega th, omega nếu mà cái nào lớn hơn thì nó sẽ trừ vào cái nhỏ hơn, đơn giản là thế. Đấy, còn f, f thì nó sẽ bằng f trung gian trừ cho e, f trung gian sẽ bằng f ngoại sai trừ cho f th, tương tự như thế. Sau khi ra khỏi bộ trộn thì ta được có được một bộ lập tần số trung gian. Vì vậy giải thông b của mặt cộng hưởng sẽ có tính chọn lập cao. Đây chúng ta vậy thì một điều là lưu ý cái biểu thức này. Trong khi chúng ta tính toán thì hai biểu thức này ta phải nắm thật kỹ. Omega th đây. 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 Đối với u của hiệu vì thế của tín hiệu hữu ích thì nó sẽ bằng giá trị cực đại của tín hiệu hữu ích m đó nhân cho cốt của omega tín hiệu hữu ích t u ngoại sai t sẽ bằng u ngoại sai đây là n đây là m nhé tài liệu sai đây là n đây là m nhân cốt omega t ns t. Từ đó người ta cộng hai cái này nào, cộng hai cái này nào thì sẽ ra một cái giá trị nào đó. Và từ đó người ta tính được y. Vậy thì một điều làm như thế nào để khắc phục được nhiều. Đối với nhiều tần số trung gian thì nếu mà đầu vào của bộ trọng tần có tần số trung gian thì nó sẽ đi qua cái bộ trọng tần gọi là nhiều tần số trung gian. Đấy. B sẽ bằng F. F là TH chia cho Q. Nó sẽ bằng tỷ số của cái băng này
là đồ rộng băng băng thông, cái đồ rộng phổ nó sẽ bằng F của tần số tín hiệu hữu ích chia cho cái quy. Chúng ta ôn lại quy nó tính bằng cái gì nhé. Đây, mình nhắc lại cái quy nhé. Đây, chúng ta có thể thành lập công thức nhớ trong đầu. Sau này quy nó là hệ số công thức và nó quy nó bằng F0 chia cho B. Quy nó bằng F0 chia cho B. Thì B ở đây bằng F của tín hiệu hữu ích chia cho quy. B tăng thì tín hiệu chọn lọc kém. Đấy. Nếu như vậy muốn tín hiệu mà chọn lọc nó tốt hơn thì quy cái hệ số phẩm chất này bắt buộc phải kém. Phải 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 lớn, cái hệ số phẩm chất nó phải lớn thì B nó phải nhỏ, nghĩa là hệ số phẩm chất nó càng lớn thì tính chọn lọc nó càng tốt. Khắc phục thì cách khắc phục để mà khắc phục cái nhiễu của tần số trung gian ấy, thì bộ trộn tần ta phải lọc bỏ cái tần số trung gian này, ta phải lọc bỏ nhiễu ấy. Để lọc bỏ nhiễu thì người ta phải có một cái sơ đồ trộn tần mắc cộng hưởng cực đại. Sơ đồ này gồm có các thành phần chủ yếu là tụ, cụ cảm, bộ trộn, bộ lọc và cái tín hiệu mới này, cái tín hiệu mới được đưa vào. Tín hiệu mới được đưa vào. Đây. Trong đó cái thành phần này chính là F, tạo ra F không gian. Thành phần này có thành phần này thì nó gồm cái cụ cảm lớn này. Đấy. Với lại một cái con đấy, thì nó tạo thành cái tần số tín hiệu có ích, nó đưa qua bộ trộn tần, đưa qua bộ lọc để ra tần số không gian. Và dựa vào cái này thì chúng ta có thể phân tích như sau: giá trị của cụ cảm bằng giá trị của tụ điểm, hay là omega n bằng 1 trên omega c suy ra omega bình phương sẽ bằng 1 trên lc, omega sẽ bằng 1 trên nhân căn lc bằng 2 nhân cho pi nhân cho f không gian. Như vậy f không gian nó sẽ bằng 1 trên cho 2 nhân cho căn lc, hay nói cách khác tần số trung gian sẽ bằng nghịch đảo của 2pi nhân cho căn của giá trị cụ cảm nhân cho giá trị của tụ điểm. Đấy. Chỉ cần cái ZAB đó là thế nào? ZAB tính là từ này đến đoạn này thì nghĩa là nó phải bằng vô cùng thì nó loại bỏ được cái tần số không gian. Đây là xl trường gió c là gì nhân cho cái đấy, đây là gì nhân đây là zl nhân nhân cho zc, nghĩa là zab sẽ bằng zl nhân zc trên cho zl trừ zc. Nếu mà cái giá trị này ta giả sử zab nhé, cái này mình nhầm, đoạn này không phải ab đâu mà là cả mặt đấy. ZAB là cái giá trị số phức cho cả cả mặt. Đấy, nó bằng vô cùng. Muốn nó vô cùng thì bắt buộc là cái dưới này nó phải bằng cái ZL trừ cho ZC này nó phải gần bằng không. Đấy, nó gần bằng không. Nghĩa là ZL nó cứ
nó phải gần bằng so với giá C. Gần bằng thì hai cái này nhân với nhau nó bằng vô cùng, loại bỏ được F ra. Bây giờ đến phần tiếp theo là mạch cộng hưởng cực tiểu. Đây là sơ đồ mắt của mạch cộng hưởng cực tiểu. Đây, nó gồm C, nó gồm tổ miệng với lại cuộn cảm được mắc với máy huyết áp. Nó qua bộ trọng tâm, bộ lọc trung gian, vân vân. Tín hiệu được đưa vào, đưa qua tủ, đưa qua máy huyết áp, đưa qua bộ phận cộng hưởng cực tiểu. Để mà tính toán được F trung gian của nó thì người ta sẽ tính được, giả sử ZAB, ZAB là hai thì từ đoạn này đến đoạn này, đoạn A là nối với máy biến áp và bộ trộn, đoạn B là nối với đất và nối với máy biến áp, thì ZAB sẽ bằng ZL cộng với ZC. Đây này, đây nó nối với nhau này, nó nối tiếp với nhau này, ZL cộng với ZC đúng không? Mà vì là cộng với nhau như thế mà nó sẽ bằng ZL J omega L trừ cho J omega C sẽ bằng J nhân cho ZL trừ cho ZC. Thì nếu mà bằng không, khi nào bằng không, khi mà giá trị của cuộn cảm và giá trị của tụ điện gần bằng nhau, bằng nhau thì ZAB nó bằng không. ZAB bằng không thì F trung gian sẽ đi xuống đất, F trung gian này nó sẽ đi trực tiếp xuống đất rồi luôn, và chúng ta loại bỏ được cái thành phần trung gian. Buổi ôn tập về độ tầng, các phương pháp độ tầng đến đây là kết thúc. Chúng ta cần nhìn lại xem quá trình chúng ta đã làm được những điều gì, đó là người ta có bao nhiêu khắc phục nhiều tần số trung gian, có bao nhiêu cách, có nhiều cách. Và cách thứ nhất là chúng ta lọc bỏ nhiều tần số trung gian đi, và cách là mắc thêm một cái thành phần cộng hưởng cực đại C này, tụ điện này, nối với tụ điện, nối với cổ cảm này, máy biến áp này nối bộ trộn và nối với đất. Đấy, muốn như thế thì F trung gian khi mà chúng ta mắc với tần số cộng hưởng cực đại thì F trung gian sẽ bằng nghịch đảo của AB nhân cho căn của NC, ZAB bằng ZL nhân ZC tỷ lệ với ZL trừ ZC. Khi mà ZL nó gần bằng với ZC, nghĩa là ZAB nó sẽ bằng vô cùng, chúng ta loại bỏ thành phần trung gian này. Để mà mắc cực tiểu, mặt cộng hưởng cực tiểu, thì để mà mặt cộng hưởng cực tiểu thì C và L phải được mắc nối tiếp, trong đó C phải được mắc với máy biến áp và bộ trộn, L sẽ được mắc với máy biến áp và đầu đầu kia của máy biến áp và mà nối với chân nguồn, chân đất. Như vậy khi mà ZAB nó bằng không thì ta loại bỏ được. Rồi, chúng ta ôm được, ôm lại như thế. Còn thành phần bậc cao, omega sẽ bằng, nếu mà MN bằng 1, trong đó MN là cái giá trị cực đại của hai thành phần ta đang xét, của thành phần ngoại sai và thành phần tín hiệu có ích. Nếu mà MN bằng 1, đều bằng 1 thì omega sẽ bằng omega ngoại sai cộng trừ cho omega tín hiệu có ích, thì bộ trộn tầng nó sẽ đơn giản. Còn nếu mà lớn hơn 1 thì nó là bộ trộn tầng tổ hợp. Còn thông thường người ta sẽ lấy cái thành phần thấp nhất,
thấp nhất là omega ngoài sai trừ omega th này. Đấy. Như vậy omega trung gian nó sẽ bằng omega ngoài sai trừ cho omega th. F trung gian sẽ bằng F ngoài sai trừ cho F th. Hoặc là sẽ bằng F th trừ cho F ngoài sai. Đây, cái nguyên thức chúng ta phải lưu ý. Đây, F th là bằng U th n nhân cho cos th nhân cho omega của th nhân t. Cảm ơn anh thứ tự. Sơ đồ nguyên lý đổi tầm. Để mà đổi tầm thì còn có một cái mặt vào, tín hiệu có được đưa vào cộng hưởng mặt vào để ra được một cái tín hiệu có đã được cộng hưởng. Tiếp đến người ta sẽ cho một cái thành phần ngoại sai để tạo dao động mới vào một đồng tầm, sẽ tạo ra được cái tần số trung gian. Tần số trung gian này sẽ qua cái bộ lọc để loại bỏ đi cái nhiễu và nó ép ra cái ép trung gian. Tín hiệu có tần số mong muốn được tách nhờ một cái bộ lọc, và tần số nó được gọi là tần số trung gian. Ta cần phải lưu ý đến khái niệm của bộ đồng tầm nhé. Đây. Đây. Sau đó đầu ra của bộ đồng tầm, bộ trộn được nhận được tín hiệu là tổng hoặc là hiệu của hai tín hiệu đó. Tín hiệu được chế trực tiếp, tín hiệu được chế tín hiệu ở máy phát này, trực tiếp và không trực tiếp. Còn máy thu, cách tính kênh, cách tính bề rộng của phổ tín hiệu. Đây, cái bài học đến đây là kết thúc.